cái mớ này luôn được không các bạn? Ờ, chạy nhiêu ký chạy hết 4 triệu ký đó, đâu được 40 ký 40 ngàn ký mà hết đây khoảng nhiêu ký? Khoảng ký hả? Tinh hơn cho tôi gắn chịu nha, tinh hơn 9 ký nha. Rồi lấy hết đi. Ok. À, và bây giờ Mr. Hill sẽ đi một vòng review cho các bạn xem về chợ Cầu Sấu như thế nào nha. Ở ngoài này thì chiều 4 giờ chiều rồi nên nắng rất là nhẹ, và chúng ta sẽ đi một vòng chợ coi qua bên kia có những cái hải sản tươi sống để review cho các bạn xem cho đã mắt luôn. Rồi các bạn, mình đang ở ngay chỗ cái bày hải sản đây nè. Chia sẻ với các bạn review, đây là một cái món gọi là càng cua đá các bạn. Ở Phú Quốc mình có cái con cua đá. Hôm bữa mình có làm cái clip quay cho các bạn đó, đi câu cua đá. Cua đá đâu bán? Rồi bây giờ là mình ra chợ mình coi nguyên cái càng cua đá bự cho báo luôn rồi đó. Wow. Đã chưa? Đã chưa? Ok. Đấy. Thì các bạn biết là càng cua đá này là thịt ngọt lắm nha. Đó. Rồi con này nữa nè. Điện hỏi ngay. Đó, con này là con gì ta? Con sò. Ủa phải. Con này con nghêu. Ôi ơi, nghêu nó bự quá. Ok quá đã luôn. Rồi con này là con sò lụa đó, chia sẻ các bạn thêm cho vui nha. Sò lụa con này ăn cũng ngon lắm. Sò lụa xào với mấy cái rau thơm á các bạn, xào với rau tía tô gì đó, đó cay cay á. Ok go. Rau nhỏ của bà cụ bán ở bên đường, kiểu mấy món rau thôi các bạn. Nhìn rất thương cụ. Ok, ngay chợ Cầu Sấu luôn, các bạn có ghé thì mua ủng hộ cụ nha. Đây là một hàng bán trái cây đó, có sầu riêng nè, có mặt cụt nè, có bất kỳ đẹp gái mà người chắc là người dân tộc nên đẹp quá không cho ai coi. Đó, mua mắc dịch nên cần phải đeo. Ok, number one.
Ok, chúng ta ghé chợ Cầu Sấu thì ghé ủng hộ chỗ xe trái cây mini của chị nha. Xe mini nhưng mà bán rất là nhiều đồ nha, quá ngon luôn. Ok, các bạn thân mến, chắc mình chia sẻ các bạn thêm cái quầy hàng rau này. Rau này là rau vườn không đó. Cái này gọi là rau nhút nè các bạn. Đó, ngon lắm. Đấy, còn rau này là rau gì hả cô ha? Đọt cài á. Dạ. Đọt cài. Đọt cài. Rau đọt cài là nó mọc dưới nước hả cô hả? Không, ở trên bờ. Ở trên bờ. Wow. Rau này lạ quá, ăn chắc ngọt lắm. Dạ. Thôi. Ra đây các bạn biết cái này không à? Đây là đọt nhãn lồng nữa các bạn. Ok, nhà Mr. Hill cũng có. Ăn rất là mát và tận dưỡng tâm thần nha. Ok, các bạn đến chợ Cầu Sấu ghé ủng hộ cô nha. Các bạn thấy quán hàng nhỏ thôi nhưng mà bán đồ rất là tươi. Ok các bạn, bây giờ Mr. Hill sẽ mua hết cái mớ này luôn được không các bạn? Chị nhiêu ký chị? 4 triệu ký, lộng 40 ký, 40 ngàn ký mà hết đây khoảng nhiêu ký? Ký chứ hơn ký á. Khoảng 1 ký hả? Tinh hơn cho 1 triệu nha, tinh hơn 1 ký nha. Rồi lấy hết đi, ok. Mình mua về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ok, ngon lắm, mình thấy rất là tươi. Bây giờ chắc nước đây nha, trừ nước nha. Trời ơi, chị nhỏ. Đó, thì chừa nước quá trời luôn, mấy vô các bạn. Không mà mất hết mấy bạn rồi. Ok, ngồi khuyến mãi mấy con nhỏ thêm con gì cho mấy đứa nhỏ ăn cháo coi. Ok, mấy nãy đi vòng này thấy chị này dễ thương, bán là bán này tí ba rồi. Ok, số 1 luôn. Đây ngày nào cũng bán hả chị? Ghe nhà đi, chừng nào ghe đi mới có bán. Ghe nhà hả? Ghe nhà là ở đâu? Dưới chân cầu luôn hả? Dưới chân cầu này luôn đó. Chưa, các bạn thấy không, mình nói đây là người dân địa phương bán đồ hải sản ở đây rất là rẻ. Chị tên gì? Chị Loan, tới ủng hộ quầy chị Loan kế bên hàng xóm luôn nha. Giới thiệu không bị la chết. Vô nghe coi cuộc sống Phú Quốc kênh Đặng Hiêu Vlog á. Dạ, dạ, cuộc sống Phú Quốc chia sẻ những điều hay cho cuộc sống mình. Ok, bye bye và tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh Đặng Hiêu Vlog nha. Bye bye. Bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiêu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.